Phố Núi TV xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, thứ Tư ngày 13 tháng 10 năm 2021. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chúc các bạn cùng gia đình ngày mới mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Phố Núi TV rất mong nhận được sự ủng hộ miễn phí từ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục tăng mạnh, vượt mức giá 90.000 đồng một kg, mức kỷ lục chưa từng có trong 4 năm qua. So với cùng kỳ năm ngoái, giá tiêu xô trong nước đã tăng gần gấp đôi, nên những bà con có tiêu bán hiện đang rất phấn khởi. Trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu đen của Việt Nam cũng liên tục tăng cao. Tính từ đầu tháng 10 tới nay, giá hạt tiêu xuất khẩu đã tăng tới 200 USD trên tấn tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 10 năm 2021. Giá hạt tiêu đen loại 500g trên lít và 550g trên lít tăng 100 USD trên tấn với mức tăng là 2,3% so với ngày 6 tháng 10 năm 2021, lên mức là 4.390 USD trên tấn và 4.490 USD trên tấn. Giá hạt tiêu trắng cũng tăng 100 USD trên tấn, hiện đạt mức là 6.390 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá tiêu đen xuất khẩu loại 500g trên lít có mức giá khoảng 100.000 đồng một kg. Thưa các bạn, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đen trong nửa đầu năm 2021 đạt 3.090 USD trên tấn, tăng 55,7% so với cùng kỳ năm 2020. Đối với tiêu trắng, lượng xuất khẩu hạt tiêu trắng xay đạt 3,85.000 tấn, trị giá là 17,33 triệu USD, tăng 84,1% về lượng và tăng mạnh tới 114,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu hạt tiêu trắng xay sang nhiều thị trường tăng như Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Nam Phi. Hiện nay, Việt Nam, Brazil và Indonesia đang là ba thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, ghi nhận tại các địa phương trồng tiêu trọng điểm, giá tiêu tiếp tục tăng mạnh thêm 1.500 đồng trên 1 kg. Mức giá được thu mua từ 87.000 tới 90.500 đồng 1 kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá tiêu sáng nay thu mua quanh mức 88.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu là 87.000 đồng 1 kg. Giá tiêu cao nhất ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt mức là 90.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Phước, sau khi tăng 1.500 đồng và đang được thu mua quanh mức 88.500 đồng 1 kg, giá hồ tiêu ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai cũng tăng thêm 1.500 đồng và thu mua ở mức là 87.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, lý giải về việc giá tiêu liên tục tăng cao, một số chuyên gia cho biết chủ yếu là do nguồn cung khan hiếm và một số doanh nghiệp, thương nhân đẩy mạnh thu mua để phục vụ các đơn hàng cuối năm. Bên cạnh đó, cước vận tải biển giảm so với trước, tình hình xuất khẩu thuận lợi hơn khi các tỉnh thành phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội. Theo ông Hoàng Phước Bính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê tỉnh Gia Lai cho biết, mùa thu hoạch tiêu của Việt Nam đã kết thúc từ tháng 4 năm 2021. Hầu hết thì bà con nông dân cần tiền chi trả phân bón, thuê nhân công nên đã bán tiêu ngay sau khi thu hoạch. Những hộ có điều kiện tích trữ hoặc các đại lý thì chỉ bán ra nhỏ giọt, tiếp tục găm hàng, chờ giá tiêu lên cao. Hiện nay các đại lý đang mua tiêu giá cao nhưng thực tế không có nhiều giao dịch, ông Bính thông tin. Cũng theo Bộ Công Thương nhận định, dự báo giá hạt tiêu sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian cuối năm do sản lượng hạt tiêu của Việt Nam cũng như một số nước sản xuất hồ tiêu lớn như Brazil, Indonesia bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Dự báo sản lượng cũng giảm mạnh trong năm tới, năm 2022.